thấp thôi để thôi đoạn cao lên cũng được nè. Nhưng mà phải nhấc ở trong này, nhấc trong đây trước à, luôn luôn nhớ là hàm ếch mềm, nhấc lên tới đây trước, ở trong đây nè, phải nhấc trước. Thành phố nào, giữ độ nhất. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm bước em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, nhớ nhấc vòng họng. Thành phố nào, nhấc vòng họng này. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường vẫn có quyến góc thông già. Chiều đắng đây nghe nắng trang hòa, đắng hoa nhẹ làm mỗi năm. Nhấc vòng họng và gò má lên. Anh bị thiếu cái độ nhất ở trên đây nè. Khi mà anh nhấc ở trong đây nhiều hơn thì cái âm thanh nó sẽ thoát ra dễ dàng, nó không bị vướng. Nhớ nha, nhấc trong vòng họng và nhấc gò má lên. Hai cái này nhấc lên và giữ cái độ nhất. Nhấc lên tiếp, nhấc lên đều đặn tiếp. Chứ nó không đứng im nha. Nhấc lên và nhấc lên tiếp. Thành phố nào vừa đây đã mỏi, đường đường vẫn có quyến góc không già. Này, nhìn thấy gò má tí xíu à, nghĩ như mình đang cười nhẹ. Đường quanh có quyến góc thông già, nhấc gò má. Đường quanh có quyến góc thông già. Nhấc gò má nhưng mà khẩu hình dọc nha, không phải là khẩu hình ngang nè. Không phải đường quanh co mà đường quanh co. Phải nhấc vòng họng. Đường quanh co quyến góc thông già. Đó, anh cứ nghĩ là cái hàm ếch mềm nó phải nhấc lên trên gò má. Nghĩ cái hàm ếch mềm nhấc lên trên gò má để sẵn mình nhấc cái gò má luôn. Đường quanh co quyến góc thông già, giữ cái khối không khí trong vòng họng, giữ khối không khí trong đây nè. Nhắc lên, đường, ở trong này. Đường quanh có quyến góc không già. Rồi, khẩu hình dọc nha. Đường, chúng mày đường. Đường quanh có quyến góc không già. Lại tiếp. Đường quanh có quyến góc không già. Chiều đắng tay. Chiều đắng tay, hoa nắng tràn hòa. Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Hôn nhẹ làm hồng môi em. Môi em cao lên, môi em cao lên. Nắng hôn nhẹ làm hồng.
lòng mỗi em. Môi em cao lên, cao lên, cao lên. Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Đúng rồi. Mắt em buồn. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Đẹp hơn. Chữ hờ. Rồi, nhớ nha, cái chỗ mà những cái chỗ phát âm á, ví dụ như chữ thành nó không phải là thành mà là thênh, chứ không phải là thanh mà là thênh. Thành phố nào? Pha âm e nhờ in và pha cái âm e nhờ in. In. In thênh 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 chứ không phải là thanh. Thênh thênh thênh. Thành phố nào? Thình, âm ung. Thình, 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 thình. Giống như thình thang đấy. Nó gần giống như thình. Tha và ung. Thành phố nào? Rồi, nhớ nhất cái hàm ít mèo. Nhất, nhất trong này. Ngập có không nào? Thành phố nào? Nhớ không em? Không, phải vang trên đây nè. Vang trên đây nè. Thình. Chứ không phải là thành mà là thành ở trên đây vang này. Thành phố nào? Anh hát chữ thành đi. Thành. Thành. Không phải thành, không phải dưới hàm dưới mà là ở trên đây nè. Vang trên đây không phải vang dưới đây. Thành hàm trên. Thành. Thành. Hát chữ thà. Hát chữ thà và cái hàm răng trên hướng ra. Thàn. Không phải thàn. Thanh, 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 thanh. Thàn. Không, nó vẫn bị cái âm đó. Thanh, 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 thanh. Thàn phố nào? Thàn. Không, đừng có hoạt động cái hàm dưới nhiều á. Hát chữ thà, chữ thà này. Hướng lên. Đó, anh về xem lại đi. về xem lại cái ghi âm, anh sẽ thấy anh sai chỗ nào. À, anh cứ bị là thân, không phải thân. Thân. Đó, làm sao để hướng cái âm thanh trên hàm trên hết, không có để cho nó rớt xuống gì, rớt xuống đây là sai. Trên này. Thân phú nào, tất cả các chữ trên đây hết. Từ trên gò má trở lên hết. Thành phố nào? Đó, 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 đó. Về tập lại cái vị trí âm thanh mới. Luôn luôn vang từ trên xương gò má trở lên. Không vang dưới đây. Đó. Vậy anh tập lại. Xem lại cái phát âm. Ví dụ như chữ thân hay chữ hơn. Chữ hơn nè. Chứ không phải là hơn. Không phải hơn. Nó không có âm ngờ mà là hơn. Hơ, hát chữ hơ. Hơn. 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 Vậy anh xem lại đầu tiên là cái vị trí âm thanh luôn luôn phải nhất ở trong đây, vang trên đây trở lên và phát âm. Xem lại cái chỗ luyện thanh, anh luyện thanh theo những cái chỗ mà em nói ok đúng đó. Mình luyện thanh theo để giữ cái vị trí, giữ cái trạng thái, cái độ mở đó. Từ từ nó sẽ thành quen. Rồi, ok, okay. Nhanh, bye bye. Dạ.